Tôi xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới an lành và hạnh phúc. Và trước mặt các anh chị và các bạn đó là cây cầu, hai cây cầu Tân Thuận 2 và Tân Thuận 1 ngày nay. Xa xa đó là cây cầu Tân Thuận 1, cây cầu cũ ngày xưa đó. Do là cái qua thời gian sử dụng thì cầu cũng xuống cấp rồi nên thành ra xây thêm cây cầu Tân Thuận 2. Và hai cây cầu, một cây cầu là một chiều, một cây hướng về từ quận 4 qua quận 7 và một cây từ quận 7 qua quận 4. Thì cái cầu Tân Thuận cũ thì theo phía bên quận 7 thì có những cái ngôi chùa, ngôi miếu, ngũ hành nằm sát bên nhà cầu. Chúng ta nhìn bên xa xa đó là bên kia là đường Trần Xuân Soạn quận 7 nè. Ngày Tết thì có những cái ghe thuyền bán trái cây rất là nhiều luôn. Hiện tại thì nước sông đang lên, nước lớn đó. Chúng ta nhìn cảnh buổi chiều ở Sài Gòn nè, con kênh tẻ ghe nhìn thấy quá trời ghe tàu luôn nè. Lại chói quá, mình nhìn thấy không rõ. Và hôm nay em sẽ làm hàng loạt các video clip ở quận 4 gửi cô chú anh chị và các bạn. Hy vọng thông qua video clip sẽ mang Sài Gòn đến gần hơn với các anh chị và đó. Và phía bên cánh trái chúng ta đó là ngã ba tượng đài liệt sĩ đó. Ngay đây có công viên, cái công viên nằm ở giao lộ Tôn Thất Thuyết, dưới chân cầu kênh tẻ mới nè. Theo hướng này là đường Tôn Thất Thuyết đến chợ 200, chợ Đò Long Kiển, chợ Bến Đò Long Kiển. Và hôm nay video clip này chúng ta sẽ đi từ con đường Tôn Thất Thuyết này đi qua đường Đoàn Văn Vơ, ngay chợ Kho 11 rồi đến chợ Cầu Cống, rồi đi thẳng đến con đường Đồng Văn Bơ này. Chúng ta sẽ đi qua cái cầu Cao Mét đi về đường tới đường Hàm Nghi để gợi nhớ các anh chị và các bạn ngày xưa khi mà chúng ta còn ở Sài Gòn và khung cảnh này ngày nay sẽ rất là thay đổi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi từ đầu đường Tôn Thất Thuyết này, chúng ta sẽ đi qua đến đường Đoàn Văn Bơ, đi ngang qua ngôi chợ Kho 11, chợ Cầu Cống để gợi nhớ cô chú anh chị về một hình ảnh mà ngày xưa chúng ta đã từng ở quận 4 này, và đi qua con đường Đoàn Văn Bơ để đi đến trường Khai Minh. Thì con đường Đoàn Văn Bơ này ngày nay có thêm đoạn Đoàn Văn Bơ nói dài, đoạn đường Đoàn Văn Bơ nói dài đi ngang qua chợ 200, chợ Cầu Cống, chợ Kho 11, rồi đi đến cầu Cao Mét, rồi đi thẳng con đường Cao Mét, chúng ta sẽ đến được đường Hàm Nghi. Nơi đây là giao lộ giữa Tôn Thất Thuyết với lại Nguyễn Thần Hiến, rồi Nguyễn Tất Thành, nói riết lẹo lưỡi luôn. Chúng ta sẽ quẹo trái con đường Nguyễn Thần Hiến nè. Em sẽ gửi anh chị và bạn video clip về con đường Nguyễn Thần Hiến sao ha. Con đường này rất nhỏ nên mình đi bộ cho nó dễ xem hơn. Chúng ta bắt đầu đi từ đoạn Đoàn Văn Bơ nè. Trời nắng quá. Theo cô chú anh chị chia sẻ thì ở đây ngày xưa thì có rất là nhiều ao đầm lầy, rồi đi vớt cá lăng quăng rồi đó, nhưng mà ngày nay thì rất là khác rồi. Chúng ta đi ngang đây là chợ, có lẽ là chợ Kho 11. Con đường này có hai cái chợ luôn. Con đường này cũng khá là dài. Đây là số 892 Đoàn Văn Bơ, số cũ là B400.
Bây giờ thì mình không còn thấy những cái hình ảnh về những con, những cái ao, những cái hồ. Bây giờ đất không có mà ở lấy đâu ra ao hồ ở khu vực này muốn gì vậy? Khu vực này rất là đắt đỏ và con đường này đã được nâng lên cao rất là cao, khoảng 1 mét đó, so với ngày xưa nè. Tại vì chúng ta thấy bên trong những cái cửa này cái nền nhà rất là thấp. Đây là hẻm 713 với lại sẵn video clip này con xin gửi đến chú Sang, hy vọng là chú cũng nhìn ra được con đường này và biết đâu chú lại nhớ ra cái hẻm nào đó ở cái khu vực này để tìm được chú vào. Nếu mà cô chú anh chị đã lâu rồi không về Sài Gòn thì chắc có lẽ sẽ không nhìn ra con hẻm, con đường này đâu, con đường này như là con hẻm vậy đó. Nó vừa chợ rồi vừa người ta ở, thấy nhỏ chứ nó là con đường chứ không phải con hẻm đâu ha. Có lẽ qua đây là chợ Cầu Cống. Theo sự chia sẻ của cô chú anh chị thì ở đây ngày xưa có một cái cầu, đó là cầu trông, nhưng bây giờ thì không còn cầu nữa. Ngày xưa thì rất nhiều con kênh rạch ở khu vực này, nhưng mà sau này thì không có còn nữa. Đây là số 700 mấy. Đường này cũng hơi nhỏ. Ở quận 4 thì rất nhiều con đường, con hẻm nhỏ mà quận 4 đông lắm. Bây giờ không thấy cái kho 11 đâu ha, chỉ nghe cô chú anh chị chia sẻ thôi. Sẵn đây thì em xin gửi video clip đến các anh chị cô chú ở các tỉnh khác, nếu mà chúng ta có người thân hay là những thông tin gì cần quan tâm đến quận 4 đường Đoàn Văn Bơ thì hy vọng video clip sẽ giúp anh chị hiểu hơn về con đường Đoàn Văn Bơ này. Ta đây là chợ Cầu Cống nè, đi tới anh tí thì có đường Xóm Chiếu. Đây là giao lộ đường Xóm Chiếu nè. Nếu mình quẹo phải là sẽ ra Nguyễn Tất Thành, quẹo trái thì sẽ ra Tôn Đản. Cái là hẻm 204. Ô đây số cũ số mới tùm lum hết à. Sớm chợ buổi chiều nè. Do là dạo này Sài Gòn đang bị ảnh hưởng bởi cái dịch Covid nên thành ra đường xá cũng không có đông lắm. Bên đây có cái quán cà phê nè mà không có cái hẻm. Ngay khu vực này là chợ Cầu Cống, nay phường 13 quận 4.
không biết những hình ảnh này chú Sang có nhìn ra hay không ha. Cũng không biết nói sao để chú có thể nhận dạng được ha. Thì ở đây có rất nhiều cái mà theo chú chia sẻ thì đầu hẻm có quán cà phê, nhưng mà con cũng không thấy quán cà phê nào ở đầu hẻm đâu. Video clip này cũng giống như ngày xưa mà cô chú anh chị đã từng ở khu vực này và đi học ở cái trường Khai Minh, thì mình đi qua con đường này nè. Tính ra hồi xưa rất là xa ha, đi học xa dữ. Chạy xe máy mà nãy giờ cỡ 10 phút rồi mà chưa thấy tới đâu hết. Chợ Cầu Cống à, đầu đường lúc nãy chắc có lẽ là chợ kho 11 ha. À, nhưng mà anh em không thấy kho 11 đâu á. À, tới đây là đường Tôn Đản nè. À, nếu mình quẹo trái là sẽ ra Tôn Đức Thuyết, và quẹo phải Nguyễn Tất Thành và đi thẳng đến đường Đoàn Văn Bơ. Đó, tiếp tục đi trên con đường Đoàn Văn Bơ nè. Tại vì mấy chỗ giao lộ này không tiện dừng xe, tại vì đường nhỏ đó mình dừng xe thì sợ người ta nói, nên thành ra bà con thông cảm ha. Đáng lý đến chỗ giao lộ là phải dừng lại và quay vài video clip vài giây ở góc giao lộ để các anh chị có thể hình dung được. Nhưng mà nếu mà đi bộ thì được, nhưng mà chạy xe máy thì nó hơi khó. Chính vì con đường này rất là dài nên thành ra để đỡ mất thời gian của anh chị và các bạn thì chạy xe máy để bà con hình dung được dễ hơn. Mình thấy sự nhộn nhịp, cảnh sinh hoạt của người dân vào một buổi chiều ở con đường Đoàn Văn Bơ. Đây có xe kem nè, bán kem trái dừa, bán nước dừa nữa nè. Đây là giao lộ Lê Văn Linh. Lê Văn Linh, nếu mình quẹo phải Lê Văn Linh sẽ ra con đường chợ Xóm Chiếu, con đường Nguyễn Tất Thành đó. Ngày nay thì những con đường, những con hẻm hầu như là nó thông nhau hết. Với lại những con đường, con hẻm ở đây nhỏ không mà rất là nhiều luôn. Nên đùng một cái nói hẻm này thông qua hẻm gì, đường này thông qua đường gì, phải tự nhiên phải suy nghĩ cái mới ra được. Tại vì em không có thường xuyên ở trên đây nên thành ra không có trôi chảy lắm trong cái việc nêu tên này. Mong cô chú anh chị và bạn thông cảm ha. À, đây là giao lộ Hoàng Diệu, Hoàng Diệu và Đoàn Văn Bơ. Đi thẳng bên kia là cầu Cao Mét, đi qua đường Cao Mét luôn. Hoàng Diệu ngày nay nè. Sẽ lên dốc cầu Cao Mét luôn ha. Rồi mình sẽ dừng lại ngay trường Khai Minh một tí xíu để các anh chị, cô chú mình hình dung được ngày xưa và cảm nhận được sự thay đổi của ngày nay nè. Phải những cái building, rất là nhiều building ở khu vực này. Rồi chúng ta chạy thẳng lên cầu nha. Ngày nay thì cầu Cao Mét có hai nhánh, bên phải bên trái nè. Bên phải để
xuống con đường Võ Văn Kiệt, rồi bên trái thì xuống đường Đồng Văn Bơ, ôm bến Văn Đồn. Trời ơi, nói riết lộn xộn. À, bên phải chúng ta có cây cầu cũng rất là xưa, đó là cầu Móng, là chợ cầu Móng. Rồi có chợ Chó Mèo ở ngay đường Hàm Nghi, phía sau trường Cao Thắng. Đó, thẳng qua đây đó là con đường Cao Mét rồi nè. À, trong quá trình thực hiện video thì nếu mà thông tin nào sai sót anh chị và bạn bỏ qua nha, đừng cười em nha. Tại vì lúc quay này nếu mà tập trung á, tập trung nội dung để nói thì không có để ý đường xá. Rồi nếu mà tập trung đường xá thì lại không có tập trung nội dung, nên thành ra viết tới đâu nói tới đó nó loạn xạ hết trơn. Mình qua đây là đường Cao Mét rồi nè. Đường Cao Mét cũng là một trong những con đường rất là mát, rất là đẹp. Đi tới một tí nữa thì mình sẽ tới giao lộ đường Nguyễn Công Trứ nè. Ô, Nguyễn Thái Bình chứ. Thẳng bên kia luôn đó là đường Trần Hưng Đạo. Mình sẽ quẹo phải đường Nguyễn Thái Bình nha, để mình đến cái trường Hàm Nghi. Ô, quên, trường Khai Minh. Trường Khai Minh nằm ở đường Phó Đức Chính nè. Bên cánh trái chúng ta đó là nhà của ông Hứa Bổng Hòa, thương gia giàu có ở Sài Gòn ngày xưa đó. Nhà có bốn mặt luôn. Quẹo trái qua, quẹo phải qua con đường Phó Đức Chính nha, để nhìn lại ngôi trường Khai Minh. Rồi chúng ta sẽ kết thúc video ngày hôm nay. Tới giờ vô học rồi, tới trường học rồi. Trường học bây giờ nằm ở địa chỉ số 44 Phó Đức Chính. Đi thẳng đường này sẽ ra đường Võ Văn Kiệt, bến Trương Dương ngày xưa nè. Nhìn lại ngôi trường xưa nè. Không biết ngày xưa anh chị và các bạn có học trường này hay không? Nếu học cho xin cái comment ha. Biết đâu trong những comment này bà con lại gặp được những người quen, những người bạn xưa. Do sự ảnh hưởng của dịch cúm nên thành ra bây giờ trường học đồ đóng cửa hết trơn à. Không biết tháng 3 này có đi học hay không nữa. Hiện tại thì được nghỉ hết tháng 2. Ở trên ngôi trường có chữ hoa nữa. Tiếp tục đi thẳng đây là ra đường Hàm Nghi ha. Dạo vòng cho bà con bác mình cùng xem luôn trước khi kết thúc video. Nhân đây em cũng xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Vinh Lâm TV, cũng như cảm ơn các anh chị và các bạn đã luôn quan tâm Sài Gòn, luôn yêu Sài Gòn như ở nào. Và ở đây là con đường Hàm Nghi, đầu đường Hàm Nghi. Đi thẳng đường Hàm Nghi chúng ta sẽ đến bến Bạch Đằng. Nơi đây có một cái hiệu bánh rất là lớn, đó là hiệu bánh Như Lan đó. Bên cánh trái đó là trường Cao Thắng. Ngày xưa thì theo sự chia sẻ của chú anh chị thì trường rất là thấp, chỉ có 1-2 tầng thôi. Nhưng mà ngày nay thì có 4-5 tầng lận. Ngày xưa thì có cái chợ Chim Chó Mèo, nhưng mà ngày nay thì không còn nữa ha. Đây là hình ảnh phía sau chợ, ở phía sau trường.
và thời lượng video chắc cũng đã dài rồi, cho em xin tạm dừng cái video tại đây. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc các anh chị và các bạn có những giây phút vui vẻ và thoải mái, và một chút gì đó thương thương nhớ nhớ về Sài Gòn thông qua video clip này. Rồi, bye bye các anh chị và các bạn.